Chương 4 Tương ưng ác ma phẩm 2 do Thượng tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn và sẽ được Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức Tùng Trung. Hôm nay chúng ta cũng được nghe một cái giai thoại ác ma đến quấy rối Đức Phật nhưng mà bị thất bại. Bằng cách này hay cách khác, ác ma luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ làm cho Đức Phật hoặc là hội chúng của Đức Phật bị kinh động. Ở trong bài kệ này, thứ vì không có cái gì khó để chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta có thêm là khi nói đến tà tha là ta bà lắp bà tà Như Lai với cái tuệ lực ở đây chứ. Ở trong cái phần thích nghĩa có đề cập đến cái gọi là tập tha là tá ba la nhà ná, tức là trí lực đứng Như Lai. Chúng ta phải gọi là thập Như Lai lực, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu tập tha là tá ba la ba la Palanyana tức là trí lực. Trí lực của Đức Như Lai có 10. Thì trong 10 cái trí lực đó, chúng ta cần phải rõ biết như thế nào là 10 cái trí lực của Đức Như Lai, để Ngài có thể là bậc ngư vương giữa hội chúng, là bậc cất tiếng rống sư tử giữa hội chúng một cách tự tin. Thì hôm nay bài học này sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Như Pháp Quang Hỷ đọc cho chánh văn của bài kinh, sau đó cũng thỉnh Thượng tọa giảng sư giảng giải. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú thành thai, con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hoài Thượng Đệ Sát Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc phần chánh đăng. Bài 2 Phật rõ ma nhưng ma không rõ Phật. Kinh Sư Tử, Kinh Nusi Hasut Tăng. Chương 4 Tương ưng ác pháp. Ma nhìn Phật thuyết pháp vọng dạc giữa hội chúng đông đảo, sanh tâm tích thượng, nghĩ là ở xứ mù thằng chọc làm vua. Tâm ma chỉ biết có hơn thua, cao thấp. Tâm Phật đã vượt khỏi mọi ái chấp trong đời. Phật thuyết pháp độ sanh chỉ vì lòng từ, vì lòng bi mẫn. Ngài chẳng mong cầu gì ở thế gian, vì thế gian đối với Phật có gì để mong cầu.
các đấng Như Lai là những bậc đại hùng, không phải vì địa vị, quyền lực, mà chính là cảnh giới của vô biên trí quán triệt vạn pháp, không còn chấp thủ. Dạ, con xin đọc lại câu này. Quyền lực mà chính là cảnh giới của vô biên trí quán triệt vạn pháp, không còn chấp thủ. Thuở ấy, Đức Thế Tôn trú ở Sa-va-thi, kỳ viên ngôi già lam của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết với hội chúng đông đảo vây chung quanh. Rồi Ác Ma suy nghĩ, Sa Môn Gotama đang thuyết với hội chúng đông đảo vây chung quanh. Vậy ta hãy đến Sa Môn Gotama và làm mờ loạn hội chúng ấy. Rồi Ác Ma đi đến Thế Tôn nói với ngài kệ ngôn. Cất tiếng sư tử hống giữa hội chúng tự tin, nhưng vẫn có đối thủ đừng nghĩ mình chiến thắng. Thế Tôn, đại hùng cẩn vang từ tại giữa đại chúng, Như Lai với Phật vượt ái chấp ở đời. Ác Ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiền thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích Văn, Kinh Nút Si Hô Quá Đá Na Đá Sĩ, tại sao người cất tiếng sư tử hống Parisa Văn Visa Ra Đồ tự tin giữa hội chúng Batiman Lô Hi Tê Ác Thí, khi vẫn có đối thủ sẽ quật ngã người Vichita Vi Numan Nasi Ti, sao vẫn tưởng mình là kẻ chiến thắng Na Đàn Ti Quê Maha Vì Ra, những bậc đại hùng cất tiếng dẫm dạc Parisa Suk Visa Radha, tự tin giữa hội chúng Tatha Gata Balak Bata, Như Lai chứng Phật lực Tinna Lơ Kê Visat Tikan Ti, đã vượt qua ái chấp trong đời. Thế rằng vì chắc khúc cầm mà giá nghĩa đen để không còn có mắt, ý nói là cho mờ loạn tâm tư. Theo sớ giải hội chúng ở đây chỉ cho 8 hội chúng là hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà lã môn, hội chúng gia chủ, hội chúng tứ thiên vương, hội chúng tam thập tam thiên, hội chúng ma vương, hội chúng phạm thiên, Khantiya, Ramana, Yahabati, Samana, Chattam Maharajika, Ta, Watinsa, Mara, Ramma. Theo sớ giải, sức mạnh của Như Lai chứng đạt Tathagata Balabhata là 10 Như Lai lực. Tathagata Tathagata Balabhana, 1. Trí biết cái gì có thể và cái gì không có thể. Thanatha Thanatha Nanyana, 2. Trí biết tận tường nghiệp quả. Kammavibha Kanyana, 3. Trí biết rõ con đường dẫn đến tất cả cảnh giới sanh tử. Sappathaga Mini Patipadanyana, 4. Trí biết rõ tánh chất sai biệt của vạn hữu. Nanatha Tunyana, 5. Trí biết rõ khuynh hướng sai biệt của chúng sanh. Nana Timutti Kanyana, 6. Trí biết căn cơ cao thấp của chúng sanh. Indriya Paro Pariya Kanyana, 7. Trí biết rõ thanh tịnh, ô nhiễm và xuất ly của thiền định. Chana Disankilesa Đi nhà nát, 8.
trí biết rõ tiền kiếp. Búp bê ni qua xa nút sắp địch nhà ná. Chính trí biết rõ đầu mỗi sanh tử. Chú tu mắp ba ba tành nhà ná. 10. Trí đoạn tận lậu hoặc a sao quát khai giá, giá nhà ná. Thượng tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học, giảng dạy rộng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Thượng tọa. Hello. Cảm ơn quý vị. Dạ con Pháp Đăng kính lãnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng tọa Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Kế Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Kỳ, Đức Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Kính hành lễ Thượng tọa Pháp Tân. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay, thì như là lời dẫn nhập của Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, thì chúng ta thấy rằng đối với ma hương đó, thì chúng ta biết rằng là một vị do cái phước sanh. Cái phước sanh đó có nghĩa là do cái phước sanh về cái cõi trời tha hóa tự tại, và cái những cái năng lực thần thông đó, những cái năng lực mà như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ tha thẩm thông của một vị ác ma đó, thì chúng ta hiểu đó là những cái thần thông trong các cái cõi trời dục giới. Thì chúng ta biết rằng cái đó là do cái phước sanh. Nếu mà những cái vị phạm thiên sắc giới đó thì do năng lực thiền định. Nhưng mà đối với cái tuệ giác của Đức Phật thì là đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đặc biệt là vì do thành tựu đạo quả thần thông thắng trí. Chứ không có riêng một cái mà do cái tổng hợp lại của một vị chánh đẳng chánh giác. Đó là 10 cái Như Lai lực, hay là 10 cái trí. Trong bài học thì chúng ta đã nghe đọc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhá, một cái vị mà do cái phước sanh về các cái cõi trời dục giới đó, như là bài cơ trong bài kinh chung của Đế Dành đó, thì chúng ta cũng thấy, cũng nghe, nghĩa là những cái vị mà sát ứng lỵ đại phú hay bà la môn đại phú, gia trụ đại phú hay chư thiên đại thần lực đó, thì đều là do cái phước mà sanh lên, do cái công đức mà sanh lên. Còn đối với một cái vị mà thành tựu thì chúng ta cứ thấy như là ác ma cũng không làm gì được các vị đệ tử của Đức Phật, chứ đừng nói đến đến Đức Phật. Chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện những vị thánh ni thôi, những vị thánh ni như là nàng Tỳ Khu Ni, Uppalawanna, những cái vị đó khi mà ác ma tới cũng không làm gì được, và các vị đó cũng biết được ác ma. Và chúng ta cũng thấy đối với ác ma hay là ác ma Yusi đó, thì trong bài kinh Hạng Ma thì Ngài Mục Liên Ngài cũng thấy thì ác ma Yusi đi vào trong bụng Ngài, vừa đi vô là Ngài đã thấy liền. Do cái năng lực cái tuệ giác ngộ giải thoát cộng với những cái năng lực thần thông đó, nó sẽ thù thắng. Thường thì chúng ta thấy trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng giới cộng với định, định cộng với tuệ, mà tuệ đó là tuệ giải thoát, tuệ đạo, tuệ quả của tâm siêu thế đó, với cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn, không còn bị lậu hoặc. Còn đối với các vị chữ thiên á, tuy rằng có những cái thần lực đó, nhưng về những cái lậu hoặc vẫn còn, cái a sầu quá vẫn còn, nên những vị đó cũng bị những cái thần lực được bị hạn chế, vì là cái năng lực giác báo công đức chưa thật sự đoạn trừ phiền não. Như vậy thì chúng ta biết rằng trong cái bài học này đó, thì ác ma đó, thì chúng ta biết rằng ác ma có thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy. Và nhìn thấy như vậy đó, thì những cái gì mà tâm của ác ma không vừa ý đó, thì ác ma luôn có cái tâm ganh tị tật đố. Tại thường thường chúng ta biết rằng á,
khi phiền não còn đó, ví dụ như là hai tâm sân hợp với bốn sở sân phần đó, trong đó có sân tật lẫn hối, thì khi mà mình có thiên nhãn mình nhìn thấy như vậy, nhưng mà khi mình khởi lên những cái tâm canh thị tật đố đó, thì đó cũng là những cái phiền não sanh khởi, nó khuấy động tâm. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với những cái việc ác hay việc thiện đó, mà thường nó cắt đứt được cái nó cắt đứt được những cái thiện nghiệp đó, nó phải là cái ngũ nghịch đại tội, những cái tội nặng nề đó, thì nó mới rút mất cái sanh thú chư thiên để rơi vào đọa xứ. Còn nếu mà chưa có phạm những cái gì mà ngũ nghịch đại tội đó, thì nó không có trở thành cái hiện báo nghiệp nặng để có thể rút người đó vào trong cõi khổ. Thì chúng ta nghe cũng có lúc đó, chúng ta thấy như là thiền thân ngày Mục Liên, ngày làm ác ma Yusi đó, lúc mà nhập vào đứa bé mà đập vào đầu của ngài Quá Sát Phá Giả Phí Phu đó, thì Đức Phật Cả Cú Sanh Thá quay trở lại nhìn đó, thì ác ma rơi vào trong địa ngục, mà đó là tiền thân của ngài Mục Liên. Thì chúng ta biết rằng những cái vị mà còn những cái lậu hoặc đó, còn những cái lậu hoặc, thì chính những cái lậu hoặc đó có thể là khi mà vị đã khởi lên một cái bất thiện tâm, như là tiền thân của ác ma Yusi và tiền thân của ngài Mục Liên đó, đập vào đầu của hai vị thánh đệ tử mà một là ngài Quá Sát Phá Ái Phi Phu, thì chính là ngài Quá Sát Phá bị ác ma nhập vào đứa bé mà đập vào. Nhưng mà Đức Phật với cái Phật lực, Đức Phật Cả Cú Sanh Thá biết được việc đó làm ác ma đã làm chuyện quấy phá như vậy, và cái việc quấy phá đó đã làm cho ác ma rơi khỏi cái cõi trời và rớt xuống địa ngục. Thì chúng ta hiểu đó là một cái hiện báo nghiệp ác mà nó cắt đứt cái sanh nghiệp của cái kiếp sống chư thiên, không có duy trì được. Nên thường thường chúng ta biết rằng chúng ta nghe Phật Pháp đó, chúng ta để ý những cái điểm này để chúng ta nắm được cái lý pháp. Tại vì thường thường những vị chư thiên ở cõi trời, Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đấu Xuất Thiên Vương, Hoa Lạc, Thảo Hoa Tự Tại Thiên Vương đó, là những vị đó do cái phước báo công đức mà sanh lên ở trên các cõi trời đó. Còn những vị Phạm Thiên thì chúng ta biết là do những cái tâm thiền làm việc tục sinh hộ kiếp mà sanh lên cõi Phạm Thiên. Nhưng mà rồi những cái vị mà vô sanh đó, như là những vị thánh A-la-hán, A-na-hàm, hay là những vị thánh Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, là những vị thánh đó, thì ác ma còn không làm gì được đệ tử của Đức Phật. Như là những cái câu chuyện mà chúng ta nghe, như là ông Sắp Ba Bút Thá, ông Thiện Giác Cùi đó, ông đặt chứng đạo quả Tu Đà Vờn rồi mà ác ma còn xuống chi phối, cũng không chi phối được, không chi phối tâm của ông Thiện Giác Cùi được. Còn nói gì đến những vị đệ tử của Đức Phật, từ những vị thánh Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, kinh văn đệ tử của Đức Phật, còn nói gì đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà ở đây á, chúng ta nghe Phật Pháp á, chúng ta biết rằng ác ma thì chúng tôi cũng nói quý vị giống như một đứa con nít mà nó chọc ghẹo ông giáo sư gì đó, thấy ông giáo sư đi nghe chọc ghẹo như vậy. Nhưng với cái trình độ của vị giáo sư đó, thì đứa con nít nó không thể nào hiểu được. Vì chúng ta biết rằng ác ma do phước sanh thôi, chứ không phải là do năng lực thiền định, cũng phải không phải do năng lực đạo quả nữa. Mà thường thường chúng ta thấy rằng một cái vị mà thánh đó, đạt được những cái loại thiền định, đạt được thần thông, mà những vị thánh đó hết lộ hoặc rồi đó, thì cái năng lực thần thông nó rất là đặc thù. Và chúng ta cũng biết một điều nữa là đối với Đức Bồ Tát ở trong những kiếp luân hồi đó, ngài thường đạt được bát thiền ngũ thông, nên đó, trong cái kiếp hiện tại này, ngài là vị chánh đẳng chánh giác, thì những cái 10 cái Như Lai lực của ngài đã đặc biệt rất là thù diệu. Ở trong tam giới lúc bây giờ không có một người nào có thể đạt được 10 kỷ Như Lai lực này, chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật thôi. Như vậy thì ác ma chẳng qua giống như đứa bé mà nó chọc ghẹo giáo sư, thấy ông giáo sư đi ngang, hay là chúng ta thường thường thấy những đứa nít nó chọc mấy ông sư đó, nó gặp mấy sư thì nó kêu thầy chùa, nó chọc ghẹo, nó nhảy nhót vậy thôi, nó leo leo như vậy thôi. Nhưng mà thật sự á, thì cái vị sư đó biết được cái đứa con nít đó, nó chỉ là quỷ phá thôi. Thì đối với ác ma đó, mà khi chọc ghẹo Đức Phật đó, nó, chúng ta cũng có thể hiểu giống như đứa nít mà đi chọc ghẹo ông giáo sư, hay là một vị sư mà thường đi đường gặp cái đứa con nít nó chọc ghẹo vậy. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng những cái vị mà chúng ta
thí dụ đó chỉ là một cái hình ảnh tương đối, còn Đức Phật là một cái hình ảnh tuyệt đối. Vì Ngài hết cái lậu hoặc phiền não nên ác ma không có làm gì được. Mà khi mà ác ma vừa có cái tư tưởng là Đức Phật đã biết rồi, Ngài vừa khởi sự là Đức Phật đã biết rồi. Nên bình thường chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như là Bà Quy Sắc Kha dẫn 500 người tín nữ, ác ma muốn phải rối nhập vào những người đó, quấy rối trước mặt Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài biết được và Ngài đã làm cho những người cái kinh cảm. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với Phật lực là vô lượng, nhưng mà đối với ác ma đó thì hạn hữu. Và ác ma còn bị chi phối, nếu mà phạm ngũ nghịch đại tội đó thì ác ma cũng phải rời khỏi cái kiếp sống chư thiên để rơi vào trong khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở trong cái bài học hôm nay chúng ta học và chúng ta có sự suy nghĩ đối với cái lý pháp là dù là một người nào tái sanh, cái cảnh giới tái sanh của họ do phước sanh, nhưng mà họ phạm vào ngũ nghịch đại tội đó thì họ cũng vẫn bị thê thảm, cũng như là tiền thân cận ngày một kiền liên làm ác ma Yusi mà đập vào đầu ngày quá sắc phá để tử Đức Phật cấp của sanh há, thì từ bỏ kiếp chư thiên rơi vào trong đọa xứ liền tức khắc. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay đó, chúng ta tìm hiểu về 10 cái như lai lực của Đức Phật đó. Thì ở trong bài học mà thì quý vị đã nghe đọc rồi, có nghĩa là 10 cái lực này của Đức Thế Tôn đó, thật sự là một cái việc tu hành vô lượng kiếp, một cái việc tu hành mà phát nguyện ở trong tâm, phát nguyện ra lời cho Đức, cho đến Đức mà lúc mà được thọ ký, cho đến cái kiếp cuối cùng mà Ngài thành tựu cái quả gì chánh đẳng chánh giác đó, thì 10 như lai lực và 4 vô sở quý ở trong kinh Trường Bộ chúng ta nghe trí biết gì cái gì có thể và cái gì không có thể. Có nghĩa là trí biết được cái gì có thể và cái gì không có thể. Ví dụ chúng ta thấy rằng ở trên đời này, ví dụ mình nói như thế này, cái nghĩa là cái gì có thể, như là ví dụ như một người phụ nữ có thể đạt được quả vị Phật A-la-hán, đó là có thể. Nhưng mà người phụ nữ là làm vua chuyển lương thánh vương hay là Phật toàn giác, đó là không có thể, không có thể có chuyện đó xảy ra. Hay là một vị phạm thiên hay là một thiên chủ đế thích cõi trời dục giới thì không thể nào là cái người nữ tính, đó là điều không có thể. Và người điều có thể là người phụ nữ ở cõi nhân loại có thể đạt quả vị thinh văn như là đệ nhất thiên nhãn thông như là nàng Úp Ba La Oanh Na, hay là đệ nhất về hạnh sống trong rừng như là nàng Gia Du Đà La khi mà xuất gia trở thành vị thánh, hay là hoàng hậu Khê Ma đệ nhất về trí tuệ có thể đạt được cái quả vị này ở trong cái đời sống hiện tại, nhưng mà không có thể nào là vị chánh đẳng giác, hoặc là không thể nào là một vị độc giác Phật mà là nữ tính. Điều đó không có thể. Như vậy thì cái như lai lực đầu tiên, Đức Phật Ngài biết được cái gì có thể và cái gì không có thể. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết được cái chuyện mà đối với tất cả chúng sanh, đối với tam giới này, cái việc gì có thể xảy ra và cái việc gì không có thể xảy ra, Đức Phật biết được. Hay là chúng ta thấy rằng trí biết được con đường dẫn đến sanh tử, nghĩa là cái sự sanh tử đó. Hay là cái tuệ mà chúng ta hay nghe nói rằng cái Phật tuệ của Đức Phật ấy, hay là cái thiên nhãn trí hay là cái sanh tử trí đó, Đức Phật Ngài biết được chúng sanh đó, sanh vào cảnh giới này do cái hạnh nghiệp của họ, hay là họ rơi vào cái đọa xứ này do cái hạnh ác nghiệp của họ, họ rơi trong địa ngục ngạ quỷ. Như là Đức Phật Ngài nói về các cú sanh thá đó, thì khu cao lý cá đó, khi mà mắng chửi ngày Mục Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất á, rơi vào địa ngục sen hồng, thì Đức Phật á, Ngài biết chuyện đó. Hay là chúng ta nghe những cái câu chuyện những vị phạm thiên sanh về cảnh giới này cảnh giới kia đó, là những vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật, Đức Phật Ngài biết được và Ngài cho biết, Ngài trả lời cho Tôn giả Ananda là những vị đã sanh lên cõi này hay cõi kia, như là bà Quy Sắc Kha sanh về cõi Đa Quá Tự Tại, hoặc là ông Cốc Cổ Độc sanh về cõi trời Đao Lợi, hay là những vị thánh đệ tử của Đức Phật sanh lên cảnh giới này cảnh giới kia đó, thì Đức Phật Ngài biết được cái điều đó.
À, nên chúng ta hiểu cái trí biết được cái con đường dẫn đến sanh tử đó là cái trí nhãn thông hay là sanh tử trí. À, rồi trí cái căn tánh gì biết, à, trí biết được cái biết rõ cái bản chất sai biệt của dạng hữu, à, biết được đọa xứ, biết được như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là biết được những cái tâm tục sinh như là tâm thẩm tấn sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do tham sân si mạnh yếu mà những cái ác nghiệp đó dần dần sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, à, và sanh vào những cái chúng sanh này quá sanh hay là thai sanh, thấp sanh hay đoạn sanh, à, chúng sanh này nhất quẩn hữu hay tứ quẩn hữu hay ngũ quẩn hữu, thì à, cái trí biết rõ bản chất sai biệt của dạng, à, có nghĩa là của dạng pháp ấy, à, trí phân biệt được tất cả như vậy. Rồi cái trí biết được căn cơ cao thấp của chúng sanh, à, thượng căn hạ căn lực ấy, à, có nghĩa là trí biết được chúng sanh là có cái tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, à, mạnh hay yếu, à, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạnh hay yếu, quyền nào yếu, quyền nào mạnh, à, ngài biết được cái căn cơ, à, của cái chúng sanh này, à, biết được cái căn cơ cao thấp, à, của chúng sanh này. Chúng sanh này, à, hành vị đặc dị, hành vị đặc nan, hành nan đặc nan, hành vị đặc dị, à, Đức Phật thì biết được như vậy. À, và trí biết được cái sự thanh tịnh, à, của trí biết được, à, biết rõ sự thanh tịnh hay ô nhiễm, à, mình gọi là tam muội lực ấy, à, nghĩa là Đức Phật phải biết được, à, người này, à, sanh làm vị phạm thiên đó do cái ô nhiễm, à, mà, à, cái năng lực của vô lượng quang hay là thiểu quang thiên hay vô lượng quang thiên, biến quang thiên đó. Thì chúng ta cũng thấy những cái chúng sanh nó sanh về cõi sơ thiền thì cũng có phạm chúng thiên là tuổi thọ 1/3 kiếp đại đất, phạm phụ thiên thì tuổi thọ bằng nửa kiếp đại đất, mà đại phạm thiên thì cái tuổi thọ bằng một kiếp đại đất, hay là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên đó, những cái hào quang đó nó nhiễm, nó ô nhiễm, và những hào quang đó trong sáng nó lan tỏa hay là nó tỏa ra mạnh hay yếu đó, thì Đức Phật này biết được cái sự ô nhiễm của cái thiền tam muội lực ấy, của tất cả chúng sanh, của những vị chư thiên phạm thiên, của những cõi trời mà Đức Phật ngày nói về những cái tâm tục sinh, như là tâm nhị thiền, tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, ở trong đó có hai cái tâm tục sinh mà sanh về cái cõi nhị thiền. Như vậy nhưng mà rồi cái tuổi thọ nó cũng khác biệt đối với thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, hay là cõi cái tâm tứ thiền sanh về ba cõi thiền như quan âm thiên, vô lượng quan thiên và biến quan thiên đó. Thì Đức Phật này cũng biết được, ngài cũng biết được những cái chúng sanh đó sanh về cõi phạm thiên và năng lực của cõi phạm thiên như thế, Đức Phật này biết được cái đó, nên gọi là thiền tam muội lực của Đức Thế Tôn. Hay là trí biết rõ được tiền kiếp, trí biết được tam chi tam thế diệp lực, biết được những cái sanh thú của chúng sanh, chúng sanh này từ đây chết sanh đi đâu, từ đâu chết sanh lại đây, và sau khi chết ở đây sanh đi đâu. Đức Phật này biết được cái đầu mối sanh tử của nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp. Nên khi mà chúng ta nghe những cái câu chuyện mà có hai vị bà la môn đó, nữ bà la môn, nam bà la môn nhận Đức Phật là con mà đi kêu Đức Phật vẫn đi theo. Sau khi Đức Phật ngày độ hai vợ chồng bà la môn rồi, thì Đức Phật ngày nói này, chư thị khu, nam bà la môn này đó liên tục 100 kiếp làm cha của ngài, và nữ bà la môn đó liên tục 100 kiếp làm mẹ của ngài. Đó là liên tục 100 kiếp, còn những cái kiếp mà làm 3 lần, 4 lần, 5 lần hay là vài ba lần cô, cậu, chú, dì, bạn, hoặc là chị gái, mẹ, em gái gì đó, thì không có thể nào đếm hết. Nhưng mà ngài chỉ nói rằng 100 kiếp liên tục làm cha của ngài hay là 100 kiếp liên tục của mẹ của ngài. Như vậy trí biết rõ cái sự đầu mối của sự sanh tử, chúng sanh này đó. Giống như bây giờ người ta ưa nói con gà đẻ trứng gà nở thành con gà sanh trứng gà nở thành con gà. Như vậy con gà có trước hay trứng gà có trước? Thì chúng ta hiểu rằng những cái lý pháp này đó muốn nói lên đó, là chúng ta có thể sanh lên cõi phạm thiên, và khi mà kiếp cái đất này nó quậy đó, thì những vị phạm thiên đó xuống dưới cõi trái đất này và mất
những cái năng lực thần thông, nên từ đây mới ăn nấm hay là dây leo hay là đất, rồi ăn lúa, rồi bắt đầu mới giao hợp với nhau mới sanh ra con. Rồi những chúng sanh ở cõi khác á, do cái nghiệp tái sanh, họ tái sanh ở cõi này, họ nhận người này làm cha làm mẹ. Cũng như bây giờ chúng ta thấy người phụ nữ với người nam, hai vợ chồng khi mà có cái sự cưới hỏi rồi đó, họ sống với nhau do tinh cha quyết mẹ, do nghiệp, do thức đó, do thời kỳ người phụ nữ thụ thai đó, thì chúng ta có mang thai một đứa bé và chúng ta cũng nhận đứa bé đó là con của chúng ta, và chúng ta là cha là mẹ của đứa bé. Nhưng mà thật sự đó thì cái sự sanh tử luân hồi đó, cứ chết đi rồi phải tái sanh, nhưng mà cái sự quanh lên quẩn xuống đó chúng ta không có thể nào biết được, không biết được là gì. Có nhiều khi á, chúng ta có thể như là ngài Đức Phật, ngài kể lại những kiếp ngài Xá Lợi Phất có kiếp làm thầy của Bồ Tát, nhưng mà rồi Đức Phật ngài cũng kể là có những kiếp đó, ngài làm thầy của tôn giả Xá Lợi Phất. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều kiếp cái sự sanh tử nó quanh quẩn như vậy. Như vậy thì cái trí biết rõ cái đầu mối sanh tử đó, thì Đức Phật ngày thường có những câu trả lời. Ví dụ như hỏi ai là tạo hóa nhân sanh, thì Đức Phật ngày trả lời là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Rồi ai tạo ra sự đau khổ là Đức Phật gọi là hận sân tạo lấy. Hận sân hủy diệt tâm lành. Khi mà mình sân hận lên đó, mình sẽ hủy diệt hết cái thiện pháp của mình, nên mới gọi là sân hận hủy cái tâm lành. Rồi ai làm cho thế gian này khổ, Đức Phật gọi là đạo tặc, thường tạo tác hậu hạnh hại người. Đạo tặc thì thường đi cướp của rồi hãm hiếp người ta, nên chính là những người đạo tặc. Cái chỗ nào có đạo tặc thì thế giới chỗ đó nó bị hỗn loạn và người ta phải đau khổ. Như vậy thì Đức Phật lại biết được cái trí, và ngài biết những cái đầu mối của những cái sự khổ đau, và ngài trả lời một cách trả lời dứt khoát. Còn khi mà chúng ta nghe những cái tôn giáo họ nói như là Chúa tạo ra một người nam và một người nữ, Chúa cấm ăn trái cấm, nhưng mà những người ăn trái cấm rồi sanh con đẻ cái, điều đó đó trong Phật giáo không có cái gì. Và đối với Phật giáo đó, ai hỏi ai tạo ra thế giới này, Đức Phật gọi là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Chính phụ nữ sanh ra người. Và hễ mà điều đó có nhiều cái điểm rất là hay quý vị. Nếu quý vị hỏi như là những vị Phạm Thiên đó, sanh xuống cõi nhân loại này không có nam tánh nữ tánh, nhưng mà khi mà xuống dưới cái địa cầu này rồi đó, từ lúc ăn đất rồi những người tham ăn á, thì cái dung sắc họ dị biệt. Từ cái sự dị biệt đó, họ xung đột lẫn nhau, đất không ăn được, nấm mọc trong đất. Rồi họ cũng xung đột với nhau do cái khuynh hướng tham của họ. Người thích ăn nhiều thì họ ăn nhiều, người kia thì chê người này, cho người này rằng không phải là con của Phạm Thiên, không phải là con của trời. Và những sự xung đột qua lại đó làm cho nấm mọc trong đất không ăn được, rồi dây leo mọc trong đất, rồi lúa mọc trong đất, rồi họ ăn lúa, rồi từ đó đó người ta gọi là mễ sanh tinh đó. Ăn lúa rồi cái người ta mới nhìn người kia, người này nhìn người kia hiện ra cái nữ tính, rồi người này thích người kia nhìn hiện ra nam tính, và họ sống với nhau với đầy đủ nghiệp thức, noãn bào tinh trùng và thời kỳ của người phụ nữ. Thì lúc bây giờ những chúng sanh đó, tục sinh nhận người này làm cha, người kia làm mẹ, cũng như bây giờ chúng ta sanh ra con mà chúng ta nhận đứa này con trai là con của mình, đứa con gái là con của mình, đặt tên này tên kia. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng á, những cái điều đó đó Đức Phật này biết rõ, ngài biết được rõ những cái tiền kiếp đó, ngài biết được những cái tiền kiếp, những cái đầu mối sanh tử, trí biết rõ những cái đầu mối sanh tử đó, và ngài biết được á, ngài biết được chúng sanh còn lậu hoặc á, nên chúng sanh phải luân hồi. Chúng sanh mà không có dục lậu, không có hữu lậu, không có kiến lậu, không có minh vô minh lậu đó, thì chúng sanh mà diệt tận lậu hoặc đó thì không còn luân hồi nữa. Và chúng sanh mà còn luân hồi đó là nhất là nhờ bị cái lậu hoặc a sầu quá đó. Còn ngài đó thì ngài có cái trí đoạn tận lậu hoặc, có nghĩa là Phật lực của ngài đó, ngài đoạn tận cái lậu hoặc đó, và ngài đã không còn cái sự lậu hoặc, không còn cái lậu hoặc do dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, nên cái tuệ giác của bậc đại giác đó mà tỏa sáng khắp khắp của tam giới, mở rộng khắp cả
tam thiên đại thiên thế giới này. Nên chúng ta thấy trong những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói về Ngài A Phí Phu đó, đứng trên cái đỉnh núi với có thể nghe được cả ngàn thế giới. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì A Phí Phu cũng chỉ là một vị thánh đệ tử thôi. Còn Đức Phật là vô lượng hơn. Thì trong những cái bài kinh mà chúng ta đã nghe về cái Phật lực, về cái năng lực của Bậc Đại Giác, về cái sự đặc thù của Song Thông Trí, như là Ngài sử dụng Song Thông Trí để chinh phục lục sư ngoại đạo, Ngài dùng những cái năng lực đặc biệt để chinh phục Phạm Thiên Bát Khá, hay là dòng rồng chúa Nô Quan Đình Đá, hoặc là Giỏ So A Lao Cá, thì những cái sự thành tựu vô lượng hạnh lành của Ngài trong quá khứ đó, bây giờ Ngài thành tựu Phật quả đó, thì 10 cái Như Lai lực hay là 10 cái trí lực của Như Lai đó, luôn luôn vô lượng vô biên, tỏa khắp cả cả tam giới, hay là ở các cái hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hoặc là hội chúng Chư Thiên Tứ Đại Thiên Vương, hội chúng Chư Thiên Đao Lợi Thiên Vương, hội chúng Phạm Thiên, hay là chúng các cái hội chúng, các cái chúng sanh còn luân hồi sanh tử đó, đều là những cái hội chúng được Đức Phật là bậc đạo sư quy ngưỡng cho Đức Phật và nghe pháp để Đức Phật để đoạn trừ lậu hoặc, để trở thành một vị thánh chư thiên hay là thánh cư sĩ nhân loại, là một vị còn tái sanh hay là vị đã hết tái sanh, thì đều nhờ cái Phật lực của Đức Phật. Ngài biết được cái căn cơ, trình độ, cái khuynh hướng, cái tánh tình của chúng sanh và phải tu tập như thế nào để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Và Đức Phật Ngài biết được như vậy nên Ngài khéo thuyết giảng. Và chúng ta cũng biết rằng ác ma đó, thì tuy rằng ác ma quấy phá như vậy, nhưng mà Đức Phật Ngài biết được ác ma cũng sẽ trở thành một vị toàn giác Phật trong tương lai. Nên trong những cái bài kinh Đức Phật Ngài nói, giống như bên Bắc Tông có kinh Thọ Ký đó, là vua Ba Tư Nặc và Ma Vương đó, sẽ thành Phật trái đất sau. Thì những điều này cho chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài biết được cái ba la mật của các cái hạng chúng sanh. Những cái chúng sanh này tuy rằng là tạo phước để sanh những cõi chư thiên, nhưng mà rồi những chúng sanh nó còn những cái phiền não, còn những cái lậu hoặc, nên còn những sự quấy phá, còn những cái tà tâm, nên còn những cái hành động thân khẩu ý, có nghĩa là có ảnh hưởng đến cái nghiệp quả sau này của mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng biết và Ngài cũng có thuyết giảng cho những cái vị phạm thiên chư thiên đó không có nên tạo những cái ác tâm, mà cũng giống như là muốn nghịch đại tội mà giết một vị A-la-hán hoặc là chia rẽ tăng, làm những cái nghiệp quả như vậy đó, thì bởi cái mãnh lực nghiệp tự mình tạo ra, giống như sắt nó đủ khả năng, nó có điều kiện để ăn xét, xét nó ăn sắt, sắt nó mục. Nên chúng ta thấy một cái sắt đó, nó lôi mau đó, nó còn nhiều yếu tố lắm. Nếu một cây sắt đã được sơn, giống như một người tục sinh đó, mà mình có tạo những cái thiện nghiệp đó, thì cái cây sắt đó nó được bền bỉ. Nhưng mà nếu cái sắt đó mà nó trơ trọi, nó không được bảo vệ sơn, rồi những cái cây sắt đó nó bị những cái nước nước mưa nó có axit, có những cái loại hóa chất có thể làm ăn mòn cây sắt rất là mau. Chỉ cần 5-10 năm đó, thì cây sắt nó đã biến mất. Cũng giống như là những cái vị chư thiên phạm thiên, khi mà tạo những cái ác nghiệp đó, thì giống như những cái điều kiện của axit, những điều kiện của ẩm thấp, và tạo ra sắt nó ăn cái sợi kèm, tạo ra xét, xét nó ăn lại cái sắt đó, và nó làm cho cái sắt nó tiêu tan, nó trở thành vụn vại, nó trở thành đất, trở thành những loại mục nát, chứ không còn sức cứng cáp nữa. Thì một người mà khi mà họ tục sinh, họ có phước đó, thì cái năng lực, mãnh lực phước đó giống như là một cái mãnh lực đặc thù, giống như thanh sắc tốt, giống như chư thiên có năm loại thần thông vậy. Nhưng mà nếu mà những cái điều kiện mà làm cho cái mãnh lực chư thiên mất đó, đó là những ngũ nghịch đại tội, những cái tội mà giống như là tiền thân của ác ma Dung Si, là tiền thân của Ngài Mục Liên đó, đã đập vào đầu Ngài Quá Sa Phá, đệ tử của Đức Phật Cả Cụ Sanh Thá, mà bị rơi vào trong đọa xứ, không còn làm ác ma Dung Si trên cõi trời chư thiên nữa. Thì điều này chúng ta nói tuổi gì nghe giống như là một thanh sắt được sơn bảo vệ. Một người sống ở đời mà có địa vị, họ có quyền lực, họ làm chư thiên, họ làm vua, làm chúa, làm ông này bà kia, nhưng mà tuyệt đối là họ không được phạm ngũ nghịch đại tội như là giết cha, giết mẹ, giết bậc A La Hán, chích ma Phật, là chia rẽ tăng. Nếu mà họ làm những cái hành động tội ác này đó, thì họ sẽ mất đi
cái quyền lực của họ, giống như vua Thiện Giác mà bị đứt rút ở cầu thang, hay là sản nữ Chinh Cha du khống cho Đức Phật rồi bị đứt rút, hay là chúng ta nghe những cái câu chuyện mà những cái người họ du khống cho Đức Phật và họ tạo những cái ác pháp, họ bị rơi khỏi những cái vương quyền của họ là vua chúa. Hay là chúng ta thấy như vua Quý Đu Đà Phá dẫn quân đi tàn sát dòng Thích Ca, về về ngang cái dòng sông đó thì đã bị nước cuốn trôi ra biển. Thì chúng ta thấy rằng dù là Quý Đu Đà Phá là một vị hoàng tử, một vị đế vương còn trẻ tuổi, nhưng mà khi phạm tội giết dòng Thích Ca đó thì Quý Đu Đà Phá cũng không có còn được làm vua, bị rơi vào trong đọa xứ. Và những người cùng kéo quân đi tàn sát dòng Quý Đu Đà Phá có những tướng quân, có những dao kiếm, có những cung giáp, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi cái nghiệp lực, cũng đều rơi vào trong đọa xứ khi mà giết dòng Thích Ca. Như vậy thì chúng tôi nói quý vị đó, con người của chúng ta khi tồn tại đó, cái sanh nghiệp nó có cái, nó có cái trì nghiệp. Sanh nghiệp là cái nghiệp cho khởi sanh, trì nghiệp là cái nghiệp, nghiệp nuôi dưỡng, cái nghiệp nuôi dưỡng cho kiếp người, kiếp vua chúa. Nhưng mà người đó phải tuyệt đối không được làm những cái ác nghiệp mạnh, mà nó gọi là đoạn nghiệp, nó cắt đứt cái sanh nghiệp. Bởi chúng ta biết cái nghiệp, có sanh nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp và đoạn nghiệp. Sanh nghiệp, trì nghiệp là muốn nói đến cái sanh nghiệp nó cho cái quả sanh lên và duy trì cái chúng sanh nó tồn tại. Thì chúng ta biết rằng một vị vua đó, khi mình tục sinh đó, thì cái tâm tái tục khổ kiếp và tử đó sẽ duy trì cho một cái người đó. Nhưng mà khi đó đó cũng chưa phải là quyết định người đó sống 100 năm, 200 năm. Nhưng mà ở đó nó quyết định là gì? Cái thiện nghiệp được tăng trưởng. Chúng ta thấy như là vua ở xứ Alawi đó, bắt con của mình đem cho Dạ Xoa ăn thịt. Nhưng mà hoàng tử Alawi này đó có cái phước sống đến 120 tuổi. Chính vì vậy Đức Phật Ngài đã giúp cho hoàng tử Alawi và chinh phục Dạ Xoa Alawaka và để lại đời một cái Phật lực, đó là Phật cảm thắng Dạ Xoa Alawaka mà Chư Tăng thường tụng về tám cái Phật lực đấy. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà một cái vị Dạ Xoa hay là một vị vua chúa đó mà phạm vào ngũ nghịch đại tội, cũng giống như thanh sắt, tuy là nó cứng vậy đó, nhưng mà nó gặp ác xít đó thì nó sẽ làm cho thanh sắt nó tan liền tức khắc. Không biết có quý vị nào có dịp mà coi ác xít đó mà nó hủy hoại, ví dụ một cái người chết, cái bộ xương có thể tồn tại lâu như vậy, nhưng mà họ rải cái ác xít, nước ác xít vào thì chỉ trong một chút thôi thì cái bộ xương nó tan ra thành nước hết. Thì cũng giống như vậy, một cái người phạm ngũ nghịch đại tội nó giống như cái chất ác xít, và nó có thể phá hoại cái thanh kim loại là sắt á, dù là dày cách mấy, nhưng mà axit vào đó thì nó sẽ làm cho sắt tan rã. Cũng như vậy, một người sanh làm chư thiên hay là vua chúa hay là sắc như lì đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, do cái phước sanh lên nó giống như thanh sắt vậy. Nhưng mà nếu mà cái thanh sắt này giống như một người làm cái thiện nghiệp, giống như lớp sơn bảo vệ cái thanh sắt, nó không có bị hư hoại sớm và nó tồn tại rất lâu. Còn cái thanh sắt đó nếu mà không có lớp sơn, có nghĩa là không có thiện pháp bảo vệ đó, thì cái thanh sắt nó sẽ bị bào mòn rất là mau. Và nếu mà nó tạo ác nghiệp để giống như là chất axit thì làm cho thanh sắt nó tan rã rất là mau. Kiếp sống chư thiên hay vua chúa cũng vậy. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng có một thượng đế thần linh nào tạo ông vua đó, ông tồn tại lâu dài, hay là ông trời đó được tạo tồn tại lâu dài, mà ông trời hay ông vua đó đều là do cái nghiệp dẫn đi tái sanh. Nên Đức Phật nói rằng nghiệp phân biệt chúng sanh quả thật là lời nói của một vị chánh đẳng chánh giác. Nghiệp phân biệt chúng sanh có khôn, có ngu, có giàu, có nghèo, có sống lâu, chết yếu. Nghiệp nó có cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Nghiệp nó có trọng nghiệp, thường nghiệp, cận thường nghiệp và khinh đắc nghiệp. Nghiệp nó có sanh nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp và đoạn nghiệp. Chúng ta phải từng hiểu ra từng một mặt xích và cái sự chung với nhau để hòa hợp. Chúng ta cần phải hiểu được nhiều cái lý pháp, chúng ta mới thấy được cái sự vi diệu của Đạo Phật. Và cái lời dạy của Đức Phật đó, nó có nhiều điều mà mình cần phải suy nghĩ. Và sống như thế nào không có ỷ lại là chư thiên hay là phạm thiên hay là người vua chúa, người giàu sang quyền lực, mà tất cả đều do cái phước duy trì. Nếu cái phước đó có thì duy trì cái đời sống hạnh phúc. Nếu mà người đã làm những cái việc ác đó, giống như nước axit nó sẽ làm cho cái thanh sắt tan biến, dù cái thanh sắt nó dày đến mức độ nào nó cũng bị tan biến.
cũng giống như là một người có cái phước lớn đến mức độ nào, nhưng mà người đó dám phạm những cái tội như là giết bậc A-la-hán, giết cha, giết mẹ, hoặc là chia rẽ tăng, thì kiếp sống của chư thiên đó cũng đều tiêu tan, cũng như tiền thân của ngài Mục Kiền Liên mà làm ác ma du si là ở trên cõi trời. Mà chúng ta thấy sau này ma đi vào trong bụng của ngài Mục Kiền Liên đó, thì ngài cũng có kể là ngài nói rằng chị của ngươi, mẹ của ngươi chính là chị của ta, kiếp ta làm ác ma du si, ta đã đập vào đầu đệ tử của Đức Phật các cú sinh thá, đó là ngài Quả Sát Phá, và ta rơi trong địa ngục mà một thời gian rất lâu, ta sanh lại đây, ngươi phải kêu ta bằng cậu lận. Như vậy thì những điều đó được Đức Phật ngài nói, và trong bài kinh Hàng Ma hay là trong bài kinh Hàng Ma Trung Bộ đó, thì ngài Mục Kiền Liên ngài cũng kể những cái câu chuyện này. Như vậy chúng ta biết rằng một kiếp sống như là mẹ của ác ma mà đi trong bụng ngài Mục Kiền Liên, lúc bây giờ còn ở trên cõi trời, và ngài Mục Kiền Liên đã rơi trong đọa xứ, bây giờ chết trong đọa xứ, đọa trong đọa xứ lâu, bây giờ sanh trở lại đây, và ngài cũng còn nói rằng nếu mà mẹ của ngươi phải kêu ta bằng, ta kêu mẹ ngươi bằng chị, như vậy ngươi phải kêu ta bằng cậu lận, ta biết được ngươi, ngươi đừng có phá phách. Như vậy những cái điều đó chứng minh ra cái sự sanh tử của mỗi chúng sanh đó, tùy theo cái hạnh nghiệp và những cái việc làm nên làm và những việc không nên làm. Tuy rằng chúng ta nghe ma vương đó là chọc ghẹo Đức Phật, nhưng mà chúng ta hiểu rằng giống như đứa con nít nó đi liêu liêu ông sư, hoặc là đi liêu liêu ông giáo sĩ, ông giáo sư thôi. Chứ còn nếu mà nói dám phạm tới ông giáo sư như là chặt tay chặt chân, hay là làm cho ông giáo sư đó bị mất mạng đó, thì nó cũng nguy hiểm lắm. Chúng ta nghe trong những câu chuyện mà đạo sĩ Khanh Tiến qua đi đó, mà đức vua đó là hành hạ cái vị đạo sĩ này, giết vì cái vị đạo sĩ này, và cái nguyên một cái làng như vậy cũng bị hủy hoại vì cái nghiệp ác của cái dân tộc đó. Và với cái cộng sự việc mà giết đạo sĩ Khanh Tỷ qua đi, mà cái vương quốc đã bị xóa sổ do những cái cuồng phong, do những cái nghiệp mà từ trên tên sự tạo tác, mình gọi giống như là một cái phép màu mà tàn sát dân chúng mà đã có cái ác tâm để hành hạ, hoặc là vua thích với cái sự hành hạ của vua mà để giết vị đạo sĩ Khanh Tỷ qua đi trong kinh Tiền Thân của Đức Phật vậy đấy. Như vậy thì ở trong cái bài học này cho chúng ta biết rằng ác ma du si, hay là ác ma, hay là chư thiên ma, như là chúng ta hiểu, như là ngài Thượng Tọa Thiền Siêu dẫn nhập những lần trước đó, vì chư thiên đều là quá sanh đó quý vị, và chư thiên đó là sanh làm chư thiên đó, chúng ta gọi là ma đó, vì lúc bây giờ chư thiên có cái tâm não hại hay là làm tổn hại người khác, thì lúc bây giờ chúng ta gọi là ma. Với cái sự nghịch ngợm phá phách, với những cái hành động mà làm sự đau khổ cho chúng sanh đó, thì chúng ta gọi là ma. Nhưng mà chư thiên á, là những lúc mà họ đắc đạo quả thì chúng ta gọi là chư thiên thanh tịnh. Còn những vị chư thiên á, mà hộ trì loài người đó, thì chúng ta cũng thường tụng kinh chư thiên đó, người trên hư không địa cầu thượng người rõ thông mọi điều, Long Vương lực có nhiều đồng sinh hoan nghỉ phước điều chúng tôi đó. Chư thiên đó đó, những vị mà không có cái tâm mà tổn hại đó, thì chúng ta không gọi là ma, mà chúng ta gọi là chư thiên hộ trì loài người, chư thiên hộ trì chư tăng tam bảo. Nhưng mà khi mà có cái tâm phiền não nổi lên đó, thì chúng ta gọi là ma. Vì ma ở đây là cái phiền não ma đó đã ngự trị cái tâm hồn của vị chư thiên này, và chư thiên này bị phiền não nó sách động, đó là sân tật lận hối đó. Và những vị chư thiên đã làm những cái việc lỗi lầm, nên thường thường chúng ta biết pháp bất thiện đó, thì nó là tâm bệnh hoạn, tâm không khéo, tâm không khôn ngoan, tâm không sáng suốt, tâm lỗi lầm cho ra quả khổ. Dù là chư thiên phạm thiên những vị nào đó, nhưng mà khi có tâm bất thiện, cái tâm đó nó bị tương ứng với những cái tâm gọi là tà kiến đó. Mà chúng ta biết rằng cái dục lậu, hữu lậu, cái kiến lậu đó là chính là cái tâm sở tà kiến, mà cộng với những cái bất thiện đó tạo ra những cái hành động như là giết cha, hay là giết mẹ, hay là giết bậc A-la-hán, hay là phá hòa hợp tăng đó, thì cái tội quả thật là rất là kinh khủng, với cái nghiệp quả rất là kinh khủng, với cái sự đọa đày rất là kinh khủng. Và chúng ta thấy như cô ca lý cá đó,
mắng chửi tại sao lại phát ngày một người liên xuống và sanh xuống địa ngục sen hồng, được Đức Phật ngày nói thí dụ đó rất là kinh khủng. Mà chúng ta có dịp mà nghe được cái bài kinh đó, chúng ta đọc bài kinh đó, chúng ta thấy rằng cái kiếp mà cô Kalika sanh vào trong địa ngục sen hồng đó quả thật là một thời gian rất là kinh khủng. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó thì con xin trình bày với 10 cái những lai lịch của Đức Phật, và cũng trình bày về cái phước báo công đức, và cũng trình bày về những cái tâm ma mà mình gọi là chư thiên là ma, và những cái tâm nào mà chư thiên đạt được đạo quả gọi là chư thiên thanh tịnh, chư thiên này không còn quấy phá Đức Phật và chư tăng nữa. Như vậy là do nhờ cái đạo quả mà chúng sanh chư thiên đã đạt được nên trở thành chư thiên thanh tịnh. Còn chư thiên á, mà khi có thiện tâm á, chúng ta gọi là chư thiên hộ trì nhân loại và loài người. Chư thiên lúc bây giờ có cái phiền não tâm á, bị cái tạc kiến lậu, cái dục lậu hay cái vô minh lậu đó mà tác động mạnh á, mà khiến cho thân hành, khẩu hành, ý hành cũng như tiền thân của tỳ khu Kundathana sanh làm chư thiên mà biến hình ra lành thành người phụ nữ để ly gián hai vị tỳ khu Đức Phật Kassava đó, và sau này sanh vào trong địa ngục, sau này sanh làm tỳ khu Kundathana, nhưng mà đi đâu cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Đó là cái hậu quả của sự nghịch ngợm của vị chư thiên mà chúng ta gọi là chư thiên ma đó, là lúc đó phát phách, và cái hậu quả phải nhận là đọa và đọa xứ và sanh làm vị tỳ khu tu tập, nhưng mà lúc nào cũng có cái người phụ nữ đi sau lưng. Đó là cái câu chuyện của ngài Kundathana. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp thoại hôm nay con xin trình bày với như là trình bày phước nào phát sanh được kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị xin hồi hướng chư thiên, xin dâng được một thầy tổ. Bây giờ thì con xin cúi đầu đảnh lễ ngài hòa thượng nhắc đặng và thỉnh ngài hòa thượng điều hợp phần thảo luận, và con xin gửi mít cho hòa thượng. Sa thú kính thiện thưa tổng pháp đăng với pháp loại thoại vừa rồi, bạch chi tục đức và thưa quý phật tử, bây giờ bước qua phần thảo luận. Xin được hỏi, không biết hòa thượng Tề Sư có mặt ở trước máy không? Nếu hòa thượng đang có ở trước máy, xin kính thỉnh hòa thượng quan hệ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi hòa thượng Tề Sư có mặt ở trước máy không? Thưa vị, dường như hòa thượng Tề Sư không có mặt ở trước máy. Chúng ta chờ đợi trong giây lát nữa. Hôm nay rất là hoan hỷ là ngoài ô và thấy hòa thượng Tề Sư rồi. Ông hòa thượng, nhưng ngày hôm nay chúng ta nói về cái Như Lai trí lực đó. Xin nếu được hòa thượng khỏe đó, hòa thượng quan hỷ giảng một cách tổng quát cho quý phật tử chi tiết về 10 Như Lai trí lực. Xin kính cung kính hòa thượng. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật, kính chào chư Tâm Đức. Hôm nay rất hoan hỷ là ở trong rừng có đầy đủ các vị giảng sư. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận số 1. Mười trí lực Dasaparajñāna hay là mười Như Lai trí lực Tathāgata Parajñāna. Tức là cái sức mạnh trí tuệ của Đức Phật á, mà ở đây chỉ có Đức Như Lai mới có 10 cái trí lực này, chứ còn các bậc thinh văn thì không có. Các bậc thinh văn cũng có, không có đủ, không có đủ, hoặc là có chỉ có một phần nào.
Cho nên mới gọi là Tathagata Palanyana. Thứ nhất gọi là trí hiểu, trí biết cái gì có thể và cái gì không có thể, như thế nào. Ở đây thưa quý vị, cái trí mà gọi là thana thana nhana, chữ thana tức là cái sự kiện xảy ra, và athana là cái sự kiện không thể xảy ra. Ở đây cái chữ ở trong bài chúng ta, cái gì có thể và cái gì không có thể, thì chúng ta phải hiểu tức là những cái sự kiện, chữ thana là sự kiện. Cái sự kiện gì? Cái sự kiện mà quý chất tí là xảy ra, và nó quý chất tí tức là không xảy ra. Chẳng hạn như các pháp hữu vi là vô thường, đó là cái sự kiện xảy ra, chắc chắn xảy ra, chắc chắn là có cái trường hợp các pháp hữu vi là vô thường. Nhưng mà nếu rằng các pháp hữu vi là thường còn, thì đây là cái sự kiện không thể có, không thể có cái trường hợp mà các pháp hữu vi là thường còn. Cái này là ở trong Tăng Chi Kinh là Đức Phật đã dạy rất rõ về những cái điều mà gọi là thana thana thana. Hoặc là khi nói đến cái sự kiện mà Đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời một lần chỉ có một vị, một lần xuất hiện chỉ có một vị Chánh Đẳng Chánh Giác thôi, đó là thana, là một cái sự kiện chắc chắn xảy ra, chắc chắn có. Mình nói rằng là ở trong thế gian đồng thời đồng một lúc xuất hiện nhiều vị Phật ở chỗ này chỗ kia vân vân, đó là cái sự kiện athana, tức là không thể có. Và nhiều lắm thưa quý vị, nhiều cái sự kiện lắm. Thí dụ như đặc tính của cái vị Tôn Đồ Quần, vị đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không phỉ báng Phật pháp tăng, không có tà kiến, thì cái đó là cái sự kiện chắc chắn có như vậy. Nhưng mà nói rằng cái vị Tu Đà Quần còn sát sanh, còn trộm cắp, hay là còn phỉ báng Phật pháp tăng, hay là còn tà kiến vân vân, cái trường hợp này là không thể xảy ra, không thể xảy ra cái sự kiện đó được. Đó là chỉ nói một cách sơ lược một vài điều xảy ra và không xảy ra, có và không thể có, mà cái trí của Đức Như Lai thì Ngài biết rất rõ cái sự kiện này. Thứ hai,
là trí biết, tường tận nghiệp quả, cầm móng và cái nhà ngã. Ở đây khi mà nói rằng cầm mát quý bà của trên vô nghiệp quả bất khả tư nghi, đó là trường hợp kẻ phàm phu. Với cái khả năng của kẻ phàm phu là không thể suy nghĩ luận bàn về quả của nghiệp phải như thế này như thế nọ, không thể nào kẻ phàm phu mà biết được mà suy nghĩ nhiều như vậy thì nó sẽ bị điên. Cầm mối với cơ trên vô không thể nghĩ bàn. Đối với kẻ phàm phu suy nghĩ nhiều nó sẽ loạn trí. Nhưng mà đối với Đức Như Lai, vị A La Hán chánh đẳng giác á, thì ngài biết rõ các hạnh nghiệp của chúng sanh một cách tường tận, chi tiết. Khi mà muốn biết cái điều gì thì ngài chỉ cần hướng tâm đến điều đó thì ngài biết rõ mà không có cái gì trở ngại. Ngài biết rõ thiện ác dẫn đến quả báo gì, tục tốt xấu ra sao, quả của nghiệp như vậy nó trổ sanh đến mức độ như thế nào, chỉ có Đức Phật còn biết thôi. Chỉ có Đức Phật là quý vị. Ngay cả các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật, các bậc thinh văn, các ngài cũng không có biết tường tận được hết tất cả cái nghiệp quả của chúng sanh. Đây là cái trí lực của Đức Như Lai. Thứ ba gọi là trí biết rõ con đường dẫn đến tất cả cảnh giới sanh tử, sapattha gamari pratipada ñana, tức là cái trí biết rõ đạo lộ mọi sanh thú. Nghĩa là Đức Như Lai biết rõ các cái sự thật, các cái sự thực hành là con đường dẫn đến tái sanh trong những cõi vui và cõi khổ. Chữ sapattha ở đây đó có nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi. Chữ chữ sapattha nó không phải chỉ riêng cho cái cảnh giới. Cái cảnh giới mà chúng ta gọi là cảnh giới sanh tử là chữ gati. Vậy là sắp ba gati thì mới là mỗi cảnh giới. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là luôn cả những cái cõi tái sanh là cõi vui hay cõi khổ, do cái đạo lộ, tức là do cái nghiệp hành như thế nào. Rồi ngài biết rõ cái hành động gì đưa đến lợi ích hiện tại và đưa đến lợi ích tương lai, đến lợi ích tối thượng, ngài cũng biết rõ luôn. Cho nên khi mà thanh niên đi khách trà nú đến bạch với Đức Phật, xin ngài hãy thuyết cho người cư sĩ chúng con nghe về cái pháp đưa đến lợi ích hiện tại và cái pháp đưa đến lợi ích tương lai, để chúng con thực hành. Thì Đức Phật ngài dạy, ngài dạy liền có bốn pháp đưa đến lợi ích hiện tại cho người cư sĩ là Uthana Sampada, tức là thành tựu cái sự nỗ lực siêng năng trong cái công việc nghề nghiệp. Thứ hai gọi là Anuraka Sampada, tức là có đủ cái khả năng gìn giữ bảo trì tài sản ở
ở trong nhà cho nó còn, đừng để cho nó mất, đừng để cho nó bị nước lực, bị quá hoạn, bị trộm cướp, bị vô tịch biên, hay bị con cháu phá sản. Rồi thứ ba nữa là có bạn lành cũng là một pháp lợi ích hiện tại cho người cư sĩ. Phải biết lựa bạn mà chơi, phải biết thân cận giao du với bạn tốt, nên tránh xa bạn xấu, bạn ác, đem đến lợi ích hiện tại. Ngài biết rõ như vậy. Một điều nữa đưa đến lợi ích hiện tại cho người cư sĩ, Đức Phật đã thuyết rằng Samma Chi Vu, tức là có cái nếp sống thăng bằng, là không có sống xa hoa phung phí, mà cũng không có hà tiện keo bẩn keo kiết, không có hà tiện keo kiết. Và Đức Phật ngài dạy, nếu như người cư sĩ thu nhập ít mà ăn xài nhiều, xa hoa phung phí, thì như vậy nó sẽ sớm rơi vào cái cảnh nghèo khổ, vì thu nhập ít mà xài nhiều đó. Người ta nói tọa thực sơn băng, ngồi ăn không đến núi cũng phải lỡ. Còn nếu như mình có tiền bạc tài sản nhiều, giàu nước đố đổ vách, nhưng mà mình keo kiết hà tiện, không dám ăn, không dám xài, cất để dành đó, thì Đức Phật dạy là người đó họ sẽ chết đói trên cái đống vàng, chết đói trên cái đống vàng. Đó là cái lệ, đó là cái điều mà Đức Phật biết rõ là cái đạo lộ hay là cái nghiệp hành để đưa đến lợi ích hiện tại và đưa đến lợi ích tương lai đó. Tức là người cư sĩ thành tựu được lòng tin, thành tựu được giác, thành tựu hạnh xả xả thí, thành tựu trí tuệ, thành tựu bốn pháp đó đưa đến lợi ích tương lai, là sau khi mới thân quận chung sẽ được sanh về cảnh giới an lạc. Còn lợi ích tối thượng, tức là ngài biết rõ cái pháp hành như thế nào để đưa đến đạo lộ, là đạo lộ để đưa đến niết bàn, đưa đến sự giải thoát. Thì như vậy đó, không những là Đức Như Lai biết rõ đạo lộ mọi sanh thú, mà ngài còn biết rõ cái phương pháp thực hành để mà đem đến lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong tương lai và lợi ích giải thoát nữa. Đó là trí lực thứ ba. Cái trí lực thứ tư gọi là trí biết rõ tính chất sai biệt của vạn hữu, gọi là na na tha thú nha ná. Ở đây cái chữ na na tha thú, chữ tha thú có nghĩa là cái bản chất, bản chất như là quấn xứ giới, năm quấn 12 xứ 18 giới, thì cái gọi là tha thú đó nó có nhiều nghĩa lắm thưa quý vị. Những tha thú đó nếu nói về người chúng sanh đó, thì có quẩn xứ giới, năm quẩn 12 xứ 18 giới. Còn nếu nói cõi thì có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là 31 cõi. Còn hành vi
tức là chỉ cho thiện, chỉ cho pháp thiện, pháp bất thiện, thì cái trí của Đức Như Lai đó là Ngài biết rõ những cái bản chất của thế gian, cái bản chất đa dạng như thế nào thì Ngài biết rõ thế đó. Cái chỗ này được giải thích trong cái chi phần được gọi là Loka Vidu. Đức Thế Tôn có hồng danh gọi là Loka Vidu, thế gian giải, là Ngài biết rõ được cái bản chất dị biệt, vì bản chất đa dạng của thế gian. Ở đây đó, người Phật tử chúng ta nên hiểu là mặc dù Ngài biết rõ cái bản chất sai biệt của thế gian của như vậy đó, Ngài biết rõ hết, nhưng mà không phải là Ngài thuyết pháp Ngài nói ra hết. Chúng ta nói Ngài kia nói rằng một mặt thì nói Đức Thế Tôn Ngài biết rõ hết, nhưng mà xem trong kinh có những điều mà Ngài không có nói vậy, chứng tỏ Ngài không biết. Không phải. Chúng ta phải hiểu rằng lục thuyết bất khả thuyết, những pháp nào, những cái sự kiện nào không đúng chân lý, không liên hệ đến lợi ích, dầu chúng sanh thích hay là không thích nghe, Như Lai cũng không thuyết, bởi vì nó là vô bổ. Những sự kiện gì dầu cho nó đúng với chân lý, như các sự kiện mà các nhà khoa học họ phát minh đó, thì nó đúng với chân lý. Bởi vì nếu như mà không đúng thì làm sao mà có kết quả những thành tựu khoa học phi thuyền đi lên cung trăng được, hay là tìm thủy đỉnh lặn xuống nước được, hoặc là những cái loại bom nguyên tử, quả tiễn vân vân, làm sao người ta chế được? Là tại vì nó đúng với cái định lý mà chúng ta gọi là cái chất, cái vật lý, nó đúng hết, gọi chung tức là nó đúng với chân lý, đúng với sự thật. Nhưng có điều là những cái đó gọi là anatta sanhito, tức là không có liên quan đến cái mục đích giải thoát, không có lợi chúng sanh. Cho nên dù cho chúng sanh có thích nghe hay là không thích nghe, Đức Thế Tôn cũng không thuyết. Quý vị nhớ bốn điều đó. Hai điều không có đúng chân lý, không có lợi ích, thì Đức Thế Tôn không thuyết. Hai điều giàu đúng như chân lý nhưng mà không đưa lợi ích giải thoát, Ngài cũng không thuyết. Chỉ có hai điều sau đó, tức là những pháp nào nó vừa đúng với chân lý mà vừa có liên hệ đến mục đích giải thoát, chúng sanh thích nghe thì Ngài sẽ thuyết, Ngài sẽ nói cho nghe nhiều. Còn những điều mà đúng với chân lý có liên hệ đến lợi ích giải thoát, đưa đến mục đích, dầu cho chúng sanh không thích nghe, nhưng mà vì lòng bi mẫn, Ngài biết thời, tùy thời mà Ngài thuyết cho chúng sanh đã nghe, giống như là thuốc đắng đã tật vậy đó. Thì sáu điều đó chúng ta gọi lục thuyết bất khả thuyết. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên dầu cho Ngài có cái trí biết rõ cái tính chất sai biệt của vạn hữu,
nhưng mà ngài không không phải là thuyết hết nói hết. Một lần Đức Thế Tôn ngài đến tại khu rừng Singsapana, ngài hốt cái nấm, ngài hốt ở trong tay một nấm lá cây Singsapana. Ngài hỏi rằng: này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Cái số lá cây trong nắm tay Như Lai so với cái số lá cây rụng ở trong rừng, cái nào nhiều, cái nào ít? Bạch Đức Thế Tôn, những số lá cây trong nắm tay ngài quả thật rất so với lá cây ở trong rừng. Đức Phật nói: quý vị này các tỳ kheo, những pháp mà Như Lai thuyết cho chúng đệ tử, thuyết cho chúng sanh nghe đó, thì những pháp đó nó chỉ là cái số ít như là lá cây trong nắm tay Như Lai thôi. Còn cái pháp mà Như Lai hiểu biết, Như Lai giác ngộ, thì những pháp đó nhiều như là lá cây trong rừng vậy đó. Nhưng mà tại vì sao thiết ích như vậy? Là bởi vì này cái tỳ kheo, đó là những điều thiết thực lợi ích giúp cho chúng sanh thực hành để đưa đến sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên như là thiết, quý vị Phật tử chúng ta cần phải lưu ý cái chỗ này, để chúng ta xem kinh sách chúng ta đừng có chê tầm bậy đó. Đừng có chê Đức Phật là ngài nói là ngài hiểu biết hết tất cả, mà ngài có những điều mà ngài không thuyết, ngài không nói. Mà bây giờ khoa học họ đã phát minh ra được, họ đã phát hiện được những điều đó, chắc có lẽ Đức Thế Tôn không biết chăng? Chúng ta đừng có nghi ngờ vẫn như vậy. Ngài biết hết nhưng mà ngài không nói, vì thời điểm đó mà ngài nói thì chúng sinh họ nghe, họ nói ngài quan tưởng. Mà cho dù rằng chúng sinh có tin đi nữa thì cũng chẳng có lợi gì, bởi vì đâu có thực hành được. Cho nên là ngài không có thuyết, không có nói. Rồi bây giờ cái trường hợp thứ năm đó, cái trí thứ năm gọi là trí biết rõ khuynh hướng sai biệt của chúng sanh, gọi là nana chút thì cát nhà nát. Chữ athimottaka tức là khuynh hướng, nana tức là sai biệt, khác nhau, khác nhau. Cái trí là biết rõ. Có một lần một cô tín nữ còn phàm phu, cổ mới nói rằng là tại sao cha của cổ là một người sống rất là đạo hạnh, rất là nghiêm túc, nhưng mà nghe nói chỉ sanh về cái cõi thấp như cõi đau lợi, và trong khi ông chú thì lúc bình sinh lại là cái người sống bi tha trụy lạc, mà chết thì sanh về cái cõi cao như vậy, cõi cao, cõi đông sức vân vân. Thì lúc đó thưa quý vị, khi mà cô ta nói chuyện với ngài Ananda, ngài Ananda mới đem bạch cho Đức Phật ấy, thì ngài quở cái cô đó cũng không có trí tuệ, cũng không hiểu được. Cái ông chú kia đó của cô ta, mặc dù sống bê tha vậy nhưng mà khi mà nghe pháp được, ông chứng quả Tư Đà Hàm nó khác. Và ông thân của cổ thì chỉ có chứng Tu Đà Quần thôi, cho nên cái sự giác ngộ nó khác nhau, thì cái khuynh hướng sẽ khác nhau, thì sau khi mệnh chung sẽ tái sanh nó tùy theo đó, chứ đâu có căn cứ vào cái đời sống trước đó của người này bê tha hay là gương mẫu, không có nói được. Mà cái khuynh hướng này thì chỉ có Đức Phật là ngài mới biết thôi, ngài mới biết rõ khuynh hướng sai biệt chúng sanh. Một lần có một vị tỳ kheo
Trước hết là tỳ kheo Chu Lâm Pataka, tỳ kheo Chu Lâm Pataka là em của ngài Mahapataka, vốn là một vị A-la-hán. Ngài Mahapataka, ngài dạy cho người em trong sư đệ Chu Lâm Pataka. Ngọn sư đệ nó tối dạ lắm thưa quý vị, do cái nghĩa quá khứ mà ngài Mahapataka ngài đâu biết. Do cái nghiệp quá khứ là một vị pháp sư lỗi lạc, rồi hay khinh thường chê bai vị này vị kia, khiến cho các vị tỳ kheo hổ thẹn mà không có học pháp được. Thế mang cái nghiệp sau này tối dạ, học có một bài kệ 8 tháng Đức Phật thôi, mà học suốt 3 tháng ăn cương kế hạ vẫn không thuộc. Thì ngài Mahapataka ngài khuyên sư đệ nên quần tục là người cư sĩ đi, thà là người cư sĩ làm các công đức phước báo bố thí cúng dường, sau khi chết cũng được sanh về cõi trời, chứ để xuất gia và học dốt như thế này thì ăn của đàn na tánh thí tội lỗi. Nhưng mà trong thâm tâm của ngài, của tỳ kheo Chu Lâm Pataka thì vẫn muốn tu, không có muốn quần tục. Nhưng mà bây giờ sư huynh dạy như vậy thì phải nghe theo, thất thiểu đi ra. Thì sáng hôm đó Đức Thế Tôn ngài không có đi khất thực sớm, mà ngài đi kinh hành ở trước cổng chùa Chitawana, ngài đi kinh hành ở đó. Khi mà Chu Lâm Pataka ra tới nơi thì Đức Phật ngài hỏi: này Chu Lâm Pataka, ngươi đi đâu sớm giờ này? Bạch Đức Thế Tôn: con đi về là người cư sĩ, vì người anh sư huynh của con là ngài Mahapataka không cho con tu nữa vì con tối dạ vân vân. Thì Đức Phật ngài nói: người xuất gia trong giáo pháp của Như Lai thì cứ nghe Như Lai ở lại mà tu đi. Rồi ngài dùng thần tâm ngài quá hiện cho một, trao cho chiếc khăn trắng, trắng tinh, sạch sẽ. Ngài bảo rằng sáng hôm nay đó, ngươi bắt đầu dùng chiếc khăn này, hãy đi kinh hành tới lui, rồi khi nào mà mồ hôi nó ra hay là cảm thấy mà tay chân mặt mày nó dơ thì lấy khăn nó lau. Rồi nhìn chiếc khăn đó mà quán tưởng, thì vị tỳ kheo đó quán tưởng thấy đó là bụi, dơ là do bụi. Đức Thế Tôn ngài từ ở nhà thí chủ, ngài có thần thông ngài biết, cho nên ngài xuất hiện liền. Ngài bảo rằng bụi đó chỉ là bụi bên ngoài, vị tỳ kheo nên tẩy sạch cái bụi bên trong là bụi tham, bụi sân, bụi si kìa, cái đó mới là có quế. Được Đức Thế Tôn khai thị như vậy, Chu Lâm Pataka trước quả là hắn và có đầy đủ thần thông và bốn tuệ phân tích luôn. Ở Đức Phật ngài bảo thí chủ, ở chùa còn một vị tỳ kheo, hãy thỉnh đi đến đây luôn. Thì thí chủ cho đi đến. Câu chuyện này còn dài lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi chỉ thuyết tới đó là sau khi mà ngài Chu Lâm Pataka đi đến thọ thực, Đức Phật và Chư Tăng thọ thực xong, ngài ra về, ngài mới dạy cho ngài Chu Lâm Pataka ở lại mà thuyết pháp cho cư sĩ. Thì lúc đó thưa quý vị, ngài trí tuệ phân tích hồi sáng còn dốt, ngày hôm qua còn dốt, dốt đặt căn cuốc, nhưng mà hôm nay thì thông suốt Phật ngôn, cho nên rất là hoan hỷ. Thì mọi người mới về mới bàn bạc, mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới nhắc cái tích từ quá khứ và ngài kể lại cái quá trình mà tu chứng của Chu Lâm Pataka. Cái khuynh hướng sai biệt của chúng sanh đó chỉ có Đức Phật ngài mới biết thôi, chỉ có Đức Như Lai mới có được cái trí tuệ đó.
Cho nên đây cũng là một điều mà người Phật tử chúng ta có niềm tin quan hỷ với Đức Phật. Thứ sáu là trí biết căn cơ cao thấp của chúng sanh, gọi là Indriya Paro Pariyata Jnana. Chữ Indriya ở đây đó có nghĩa là quyền hay là căn. Ở đây thượng hạ căn của chúng sanh, Đức Như Lai biết rõ căn cơ cao thấp của chúng sanh. Ngài biết rõ chúng sanh có kiến chấp như vậy, tiên nhiễm như vậy, sở hành như vậy, có căn trì độn, có căn lanh lợi. Ở đây đó Mudiriya và Thikkhiriya có nghĩa là cũng đều có đức tin, đều có sự tinh tấn, đều có niệm, có định, có tuệ. Nhưng mà tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn mỗi người khác nhau. Có người có đức tin mạnh, có người có đức tin yếu, có người có cái sự tinh tấn nhiều, có người có tinh tấn ít, có người thì có niệm sắc bén, có người có niệm không được sắc bén, có người có định vững vàng kiên cố, còn có người có định chỉ thường thôi, có người có tuệ cao và tuệ thấp. Đó là có căn trì độn, có căn lên lợi. Chúng sinh có cái tánh khối và tính dĩ dại, hay là chúng sinh có khả năng giác ngộ hay không giác ngộ, Đức Phật là biết. Bởi vậy cho nên trong năm phận sự của Đức Thế Tôn, Bất Bình Hê Bình Đa Ba Tăng, là buổi sáng thì Ngài đi cất thực, Sa Danh Hê Thâm Bà Đê Sa Năng, tức là buổi chiều thì Ngài thuyết pháp, Bà Đô Sê Phích Cô Ô Hoa Đăng, là buổi tối thì Ngài giáo giới cho các vị tỳ kheo. Atharate Đê Vá Bánh Hà Năng, tức là canh khuya đó, giữa khuya thì Ngài trả lời các cái câu hỏi cho các vị chư thiên. Bách chu xê quốc tập tê ca lê pháp pa pháp vê quy lô canh năng, tức là vào sáng sớm tinh sương đó, thì Ngài dùng Phật nhãn để xem xét chúng sanh nào ngày hôm nay hữu duyên và vô duyên, để Ngài đi đến đó Ngài tiếp độ. Ngài đi khất thực, thưa quý vị, không phải là đi khất thực để tìm thức ăn, mà Ngài phải xem xét coi cái hôm nay chúng sanh người nào có thể phát niềm tin để được sanh về cõi trời, hay là họ chịu làm phước để họ được cái quả phúc nhân thiên, hoặc là họ chịu nghe pháp để họ được giác ngộ, thì Ngài biết rõ Ngài đi đến đó. Thì năm phận sự với Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên ở đây cái Đức Như Lai có cái trí biết thượng hạ căn của chúng sanh, là Ngài biết rõ về căn cơ cao thấp của chúng sanh. Như vậy cái này chỉ có Đức Phật Ngài mới biết, chứ còn các vị thinh văn đệ tử Ngài không có rành, không phải là cái khả năng đó. Rồi thứ bảy là trí biết sự nhiễm, sự ô nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất ly của thiền định. Tức là Đức Như Lai biết rõ sự
những cái sự kiện gì là ô nhiễm của định samadhi kilesa, sự thanh tịnh của định samadhi bodhana, sự xuất ly của định samadhi nisarana, nghe biết rõ. Muốn biết rõ cái điều này đó, chúng ta hãy xem lại ở trong thanh tịnh đạo, trong cái phần định đó, phần yếu lượng về định, ở trong đó có giải thích rõ ràng cái đó. Người mà tu thiền mà không biết thiền bị ô nhiễm là do nguyên nhân gì thì như vậy khó tu lắm thưa quý vị. Tu thiền mà không biết cái sự thanh tịnh đến mức độ như thế nào của định mới gọi là tốt, vâng ạ, thì ở đây chúng ta cần phải nắm rõ cái điều này để chúng ta hiểu được thế nào là cái trí lực của Đức Như Lai. Thứ bảy, còn thứ tám, thứ chín, thứ mười thì nó dễ thưa quý vị, là trí biết tiền kiếp bất kỳ đi qua xa nước sẽ thiết nha nát. Tức là Đức Như Lai có trí nhớ chính xác và nhớ nhiều về các kiếp sống quá khứ, từng nét lại cư và chi, và chi tiết đa dạng. Chỉ có vị chánh đẳng chánh giác, chỉ có Đức Như Lai là Ngài mới biết rõ ở quá khứ tiền thân của Ngài, tiền kiếp của Ngài. Ngài muốn nhớ bao nhiêu kiếp cũng được, 10 kiếp, 100 kiếp, ngàn kiếp sống quá khứ, hay là 100.000 kiếp, hoặc là một thành kiếp, một quải kiếp, không kiếp, thành trụ quải không của một kiếp sống ở quá khứ, đến bao lâu tuỷ. Trong khi đó thì các vị đắc được túc mạng minh, các vị A-la-hán mà đắc túc mạng minh đó, thì các vị đó chỉ nhớ tối đa là 1.000 kiếp thôi, có vị thì nhớ được 500 kiếp. Còn những đạo sĩ mà họ đắc thần thông, họ nhớ được cái kiếp sống quá khứ chỉ là 40 kiếp sống quá khứ, hoặc là có người thì chỉ nhớ được có 3 kiếp sống quá khứ thôi, nhớ nhiều nữa nhớ không nổi. Cho nên ở đây quý vị đừng có ngạc nhiên, ồ cái túc mạng minh thì các vị A-la-hán có mà không đâu. Các vị A-la-hán thịnh văn có túc mạng minh, nhưng mà các ngài chỉ biết giới hạn bao nhiêu kiếp sống đó, cỡ khoảng chừng 1.000 kiếp là như ngài Mokkalana ngài biết chừng 1.000 kiếp, ngài Anuruddha ngài biết chừng 1.000 kiếp, vậy là nhiều lắm đó thưa quý vị. Còn Đức Thế Tôn thì không có giới hạn. Ngài muốn, nếu mà ai hỏi hay là ngài muốn suy xét, ngài muốn nhớ lại bao nhiêu kiếp sống quá khứ cũng được. Đó là cái trí lực của Như Lai. Rồi thứ chín là trí biết sanh tử. Tức là biết rõ đầu mối sanh tử. Rồi chú tu có panh, chú tu có ba tắc nhà nát. Đức Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ngài thấy rõ sự sống chết của chúng sanh. Ngài biết chúng sanh này do cái hạnh nghiệp như vậy nên sanh vào cái chỗ thấp kém, do hạnh nghiệp như vậy cho nên sanh vào cái chỗ cao sang. Chúng sanh này do hạnh nghiệp như vậy cho nên chết sanh là người xấu xí hay là người xinh đẹp, hạnh phúc hay đau khổ. Để biết rõ cái hạnh nghiệp của chúng sanh, cái trí biết sanh tử này đó, nó đồng nghĩa với
cái loại người đến Pachakhu Nhana, tức là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông, nhưng mà thiên nhãn thông nó phân ra làm ba cái loại trí. Một là với thiên nhãn thông thấy được cái sắc vi tế của các chúng sanh, các loài hóa sanh, hay là thấy được cái sắc vi tế cho dù ở xa. Nhưng mà cái này chúng ta cũng phân biệt là cái nhục nhãn, cái đồng tử, con mắt của Đức Phật, Ngài không vận dụng thiên nhãn, nhưng mà Ngài có một cái nhục nhãn rất là đặc biệt. Trong đêm tối, một hạt mè ở cách xa một giờ tuần, Ngài cũng thấy được đó thưa quý vị. Nhưng mà ở trong chú giải nói rằng cái này không phải là thiên nhãn, mà là nhục nhãn của Ngài thôi, Ngài có quy lực như vậy. Còn nói gì là thiên nhãn thì thôi, Ngài thấy rõ lắm. Ở cái cõi Phạm Thiên sắc giới, cách xa bao, cách xa quả đất của mình là bao nhiêu, xa lắm thưa quý vị, mà Đức Thế Tôn Ngài nhìn thấy, Ngài biết. Rồi thứ hai đó, cái thiên nhãn thứ hai mới là Chư Tu Pa Pa Tát Nhà Ná, tức là cái thiên nhãn mà Ngài biết được cái sự sanh, cái sự sống chết của chúng sanh. Chính vì vậy khi mà trong đệ tử của Ngài hay là có cái sự kiện ai đó vừa mệnh chung, người đó liền đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì tỳ kheo ấy mệnh chung như vậy, sanh thú sẽ là gì? Thì Đức Thế Tôn Ngài biết rõ, Ngài mới nói rằng ở vị này sau khi diệt trừ ba hạ phần kiết sử đã chết sanh về cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đấu Sức. Còn vị này, vị tỳ kheo này đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử quá sanh về cõi Tịnh Cư, tức là Đắc A Na Hàm á, hay là vị này đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, sanh đã tận phẩm hạnh đa thành, sau đời sống này không còn đời sống khác, vì ấy đã niết bàn. Ngài thấy rõ vậy. Cái đó cũng là một loại thiên nhãn. Một cái loại thiên nhãn thứ ba nữa gọi là Yatha Kamupagat, tức là tùy nghiệp vãng, vãng trí, tức là cái trí tuệ mà Ngài biết rõ chúng sanh đi tùy theo cái nghiệp. Hai người gặp Đức Phật mới hỏi thăm: Bạch Đức Thế Tôn, con thực hành cái pháp này, con thực hành cái hạnh con bò, bạn con thực hành cái hạnh con bò, sanh thú của vị ấy sẽ ra sao? Rồi người kia mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bạn của con thực hành cái hạnh con chó, sanh thú sẽ như thế nào? Đức Thế Tôn Ngài biết rõ, cho nên Ngài mới nói cho họ biết. Cho nên tùy theo cái nghiệp, hoặc là chúng sanh đó đời này hiền nhưng mà gặp cái tai nạn rồi chết, hay là dầu hiền khô nhưng mà bị người ta du khống là tên trộm rồi người ta đánh chết, các vị tỳ kheo thương tiếc: Tại sao người ông Thiện Nam này ông tinh tấn thiện pháp quá mà ông chết vậy? Đức Phật nói cái này tương xứng với nghiệp của quá khứ. Rồi Ngài kể lại cái nghiệp quá khứ cho nghe. Cho nên cái chỗ đó chúng ta phải hiểu, chỉ có Đức Như Lai mới biết rõ. Rồi ở đây thưa quý vị, cái trí thứ 10 gọi là trí đoạn lậu Asavakkhayajñāna. Đức Như Lai tự mình thắng
tri vô lậu tâm giải thoát, đoạn tận các lậu hoặc. Ngài biết rõ sự đoạn diệt hoàn toàn các lậu hoặc như vậy. Lại nữa, một điều mà chúng ta sẽ nghĩ rằng tất cả các vị A-la-hán đều đoạn trừ lậu hoặc, chứ đâu phải chỉ riêng của Đức Như Lai. Nhưng không, chúng ta cần phải hiểu rằng các bậc thinh văn A-la-hán, các vị đoạn trừ lậu hoặc, biết rõ các lậu hoặc đã được đoạn trừ, nhưng mà trên phương diện ba luân, 12 thể hay là 12 chuyển, thì bởi vô tăng đoa đa sa ca răng, ba luân 12 thể. Thì chỉ có Đức Phật Ngài mới biết, Ngài mới biết rõ như thế ở trong tư đế. Còn trên phương diện đoạn trừ lậu hoặc đó, thì các vị đó chỉ đoạn trừ lậu hoặc đắc được quả vị A-la-hán thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn, khi mà Ngài vừa trong lúc cái đêm mà giác ngộ vào canh cuối, Ngài đã chứng được lậu tận minh, đồng thời sắp bên nhu nhà ná, tức là nhất thiết chủng trí của vị chánh đẳng chánh giác cũng sinh khởi luôn. Tức là Ngài biết các cái phiền não thô hoặc tế đã đoạn trừ như thế nào, như thế nào, cái nào khó đoạn trừ, cái nào dễ đoạn trừ, Ngài biết rõ. Cho nên trong ba cái điều cuối, bảy cái điều đầu, bảy cái trí lực đầu, thì chúng ta nhìn vào chúng ta biết là cái này chỉ riêng của Đức Phật này mới biết thôi, là mới có trí đó. Còn ba cái trí sau thì chúng ta lầm tưởng, chúng ta nghĩ rằng túc mạng minh hay là sanh tử minh hay lậu tận minh, thì các vị A-la-hán tam minh cũng đã có rồi, đừng nói chi là vị A-la-hán lục thông. Thế nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái biết của Đức Phật là khác. Chứ là bây giờ chúng tôi thí dụ một điều như thế này nè, một cách đơn giản, các Phật tử chúng ta học hổm rài, học thắng pháp, mai mốt đi ra gặp các vị tự nói rằng tôi cũng biết vi diệu pháp, Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Nhất Đẳng cũng biết vi diệu pháp, như vậy thì tôi và hai vị đó cũng giống nhau thôi. Quý vị nhớ không có giống nhau được, nó khác nhau. Cũng đồng thời biết vi diệu pháp, nhưng mà cái biết của cái vị thầy nó khác cái biết của học trò. Các vị thinh văn là học trò của Đức Phật, các ngài cũng đắc tam minh, nhưng mà tam minh đó nó có giới hạn, chứ không phải là tam minh của vị chánh đẳng chánh giác là vô hạn. Chúng ta phải nhớ. Thì thôi, bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây, làm mất thời gian quý vị quá. Bây giờ chỉ còn có 13 phút nữa hết giờ rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ kính trình Hòa Thượng Tuệ Sư. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, đôi khi chúng ta nên dành thời giờ để nghe một cái đề tài mà đôi khi chúng ta nói nhiều nhưng chúng ta không để ý. Thí dụ chúng ta nên như là để đấng thọc lực chẳng hạn. Rất là tri ân Hòa Thượng đã dành thời giờ để giảng hôm nay. Kính thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Bây giờ thì xin được tiếp theo chúng ta có Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, xin Thượng Tọa Hoàng Hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ, sao thú. Thượng Tọa Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta nói về cái sự trạng đó là Phật biết rõ ma, nhưng mà ma không biết rõ được Phật. Dạ.
thì chúng ta cứ chúng ta thấy rằng có đôi lúc đó, ở trong kinh điển ghi lại là ác ma có sai sử chúng sanh. Ví dụ như nhập vào tâm của người này, nhập vào tâm người kia. Ngay cả Tôn giả Ananda cũng có lúc khi mà Đức Thế Tôn Ngài gợi ý về cái thọ mạng của Ngài, thì Tôn giả Ananda cũng bị ma ám ảnh. Thì theo cái nhìn của Thượng tọa Tương Quyền đó là cái năng lực, cái mãnh lực sai sử của ác ma đối với chúng sanh dựa trên kinh điển thì chúng ta nên hiểu ở mức độ nào. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tương Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Khai, Giá Giới Thừa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tâm Hành Đại Đức Tự Vi Đại Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tăng nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy. Nếu như chúng ta thấy á, tại sao mà Ma Vương lại dám đi đến quậy phá Đức Phật? Điều thứ nhất, dĩ nhiên Ma Vương không thể nào hiểu được cái thập lực của Ngài, và cũng như không hiểu được cái khả năng của Phật được. Với cái tuệ nhãn, với cái thập lực của Ngài thì xem như là Ma Vương không hiểu được. Nhưng chính Đức Phật dĩ nhiên Ngài là thập lực, mười cái lực tuệ của Phật, thì toàn bộ thế giới này, tam giới này, thì những gì, không có gì mà có thể vượt ngoài được cái lưới của Ngài được, cái lưới trí tuệ của Ngài được. Nhưng một mặt khác đó, đối với các vị phàm và cũng như các bậc thánh hữu học ma, do cái duyên mình bị che, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Cái duyên mình bị che, bị che khuất á, thì nguy hiểm. Thì vì vậy cho nên á, như là ngày A Nan là chẳng qua là bị che là do cái duyên nghiệp của chúng sinh thôi. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta có một sự hiểu biết tu tập á, thì chúng ta mới thấy được cái mạnh lực của Ma Vương. Và chúng ta nhớ nó Ma Vương, và cũng như là các vị chư thiên hay là các vị Ma Vương đều có những thần lực, đều có những thần lực, mà cái thần lực đó phải nói rằng là quý vị biết, ngay cả cái thần lực mà của Ma Vương có thể đánh mà ngay cả Đức Trời Đế Thích nhiều khi cũng phải chạy luôn. Chúng ta cứ nghĩ bình thường, cứ uy lực của Ma Vương như vậy đó, thì chúng ta nghĩ rằng ngay cả vua trời Đế Thích mà còn bị như vậy, thì con người của chúng ta trong tầm tay, con người phàm của chúng ta trong tầm tay của Ma Vương, nếu như con người đó tâm không có định tĩnh, tâm không có giới, không có thiền định đó, thì chắc chắn rằng ma nó sẽ uy hiếp như là cái yếu trước gió. Chẳng hạn như cái câu mà Satthanubhihadantan Indriyesu Asambhutan Phuchanamiyamatanyu Cú si tăng hiệu người dân, hãy sống quán bất tình, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống có tiết độ, không có biến nhát mà tính cần, thì ma không thể đi uy hiếp cái ấy như núi đá trước gió. Còn cũng vậy, ai sống mà không có quán bất tình, không có hộ trì các căn, ăn uống không có tiết độ, thì ma sẽ uy hiếp kẻ đó như là cây yếu trước gió. Thì chúng ta biết đây là chính là lời Đức Phật mà khẳng định mà. Thì cái năng lực mà nó để sai sử con người thì trong tầm tay. Bởi vì nhiều khi chúng ta tu, chúng ta cũng phải nhớ rằng là mình chưa đâu. Mà còn có một câu nói tức là đệ tử của Phật thì có một thước chứ ma một trượng. Cho nên nhiều khi mình đừng có quá mà tự cao hay là quá là tự tin. Chúng ta chết không kịp ngáp đó. Nhất là đối với các vị, nhiều khi mình tu thiền hay là mình dẫn dắt người ta một chút xíu, thấy kết quả, thấy cái lợi ích, mình tưởng đâu là mình chắc đắc thánh đắc quả gì, thì múa ba búa cái là đất. Thì vậy cho nên
Thì có thể nói rằng là đừng có đùa với cái với các vị chư thần chư thiên, ngay cả đối với ác ma. À, khi mà giảng ở trong lớp đó, con giảng cho tăng ni nghe đó, và tôi biết là con nói thật, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng ma dương đó, nó quậy phá mình, vì cho nó ma dương nào cũng vậy. Tôi nói dầu cho là ma dương đó chính là nữ hay nữ sắc đà, nói một cách rộng hơn, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng ta cứ nghĩ rằng là người ta quậy phá mình. Nhưng điều quý vị hãy nhớ của chừng chính mình là người đi quậy phá đó. Ma dương nó chưa có đụng mình mà mình đụng ma dương, nên mình lại nhử mồi với ma dương à. Nó chưa có đặt bẫy chúng ta lại cố tình chúng ta lại đùa giỡn với hay là chúng ta coi như là đối đầu, coi như là nghinh chiến với nó. Thì nó không cần nghinh chiến, chúng ta đã chết. Mà nếu như chúng ta nghinh chiến, tự chúng ta nạp mạng cho nó. Thì nói như vậy thì nghe nó kỳ, nhưng nó thật như vậy đó. Cho nên nhiều khi một việc rất là đơn giản, và quý vị biết, đối với ma vương cũng như các vị chư thiên, họ có cái thần lực mà do cái nghiệp sanh của chính họ. Còn nếu như chư Atulam ở cõi cao đó, thì kính thưa quý vị, thì họ có cái phước duyên của chính họ rất là lớn, chứ không phải là chúng ta nhớ là họ là con người xấu xa tệ hại đâu. Họ cũng dữ dằn lắm, chứ không phải chuyện mà tùng. Thì khi chúng ta thấy nó chạy theo tìm đến Phật để phá quấy hay cái gì, thì cái quy luật của chư thiên, ngay cả mà khi mà chúng ai niệm tưởng đến chư thiên sẽ có thể giúp hoặc có thể che chở cho người đó được mà. Đấy là cái sự thật. Thì cũng tùy cái nghiệp duyên của tất cả chúng ta. Nhiều khi chúng ta có một cơ phước, có một cái duyên, chúng ta có thể đối lại, hay hoặc chúng ta có thể nghịch đảo lại. Nhưng điều đó chỉ là hạn hữu lắm. Cho nên vì vậy là chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy những cái người mà dùng bùa, ngay cả chư thiên ác cũng vậy luôn, hay hoặc Atula nó giữ, thì chúng ta biết chúng ta khi mà dùng bùa chú, khi mấy ông thầy bùa, mấy ông thầy pháp á, nhất là mấy ông thầy pháp á, khi mà chết nó rất là nguy hiểm, không có ông nào mà chết được tiên ổn hết trơn. Tại sao như vậy? Bình thường á, dùng bùa, dùng chú thuật để điều khiển âm binh, để điều khiển ma quỷ đâu mình, các cái âm binh nó theo mình, mà đến khi mà cái phước mình nó hết rồi, và cũng như đến khi mình lớn tuổi thì cái lực mình nó yếu, tâm lực và sức lực của mình nó yếu, càng ngày nó càng yếu, thì lúc đó đó nó phản kèo, cũng như là nó làm ngược lại chúng ta, còn nguy hiểm, còn ghê gớm nữa, chứ không phải là chuyện đơn giản mà te tua mà thê thảm lắm. Những con người đã chết nó không có bình thường, chết trong sự đau đớn. Bởi vì dùng bùa chú thì thường thường những thầy pháp, những thầy bùa đó, 10 ông hết 9 ông rưỡi là coi như là có vấn đề về về cái tham vọng của mình. Thì chính vì vậy cho nên những người đó sẽ rất là nguy hiểm, sẽ về khi mà đến khi mà gần chết nó rất là nguy. Thì ngược lại, thí dụ như chúng ta khi mà làm cái gì làm thì chúng ta dùng cái gì, dùng cái từ tâm, dùng cái sự hiền hòa của mình, thì chúng ta mới đạt được kết quả tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta mà dùng một cái lực, hay là dùng cái bạo lực, hay là dùng cái hét, cái la, cái đánh, cái đập, thì quả thật chẳng những nó chỉ có những cái lợi ích là khi những chúng sinh đó nó có cái duyên phước kém hơn mình có thể mình đè áp bức, coi như là đình chỉ nó. Nhưng được những chúng sinh, đến khi những chúng sinh Atula nó mạnh đó, thì có thể phản ứng lại, và chính chúng ta đỡ không kịp nó với nó luôn, có thể có nhiều khi ối máu luôn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thì đây, những chuyện của nó rất là thật ở trong cuộc đời này. Và cũng vậy, quý vị biết gì, đừng có gì, chứ cũng đừng có đùa với các vị, mà trước là chúng ta đùa với thần thánh, với chư thần chư thiên là không có được. Nhưng có một chuyện
ở gần chùa này có cái đình, có một cái dầu rất lớn, rất lâu, mà ai cũng cũng sợ hết rồi, không ai dám dám mé, không ai dám đốn hết rồi. Thì có nó có cái ông khác đạo, ông khác đạo, ông nói ai sợ chứ tôi không sợ, tôi không tin tưởng gì hết trơn. Thì cái thưa vị vừa đặt cái máy cưa vào, ông vừa cưa đứt một nhánh á, nó đánh trúng bể qua hàm, ông chết tại chỗ luôn. Chuyện này chuyện thật luôn, cách đây có chừng 50 năm rồi đó. Cái chuyện nó chuyện thật luôn, đánh chết tại chỗ luôn. Thì đó chính là cái gì, là y như là cái nhà của các vị thọ thần mà. Người ta không muốn mình đụng mà mình đụng vào. Thì bao nhiêu đó chúng ta thấy các thọ thần cũng là các vị đó thuộc về Atula đó, cảnh giới của Atula đó. Thì nó giết hại chúng ta lại, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Và ngược lại, cũng có những Atula mà nó hữu duyên với chính mình, nó cũng có thể giúp trợ giúp mình nha, quý vị nhớ như vậy. Chứ không phải là coi như là nó quậy phá mình, có những Atula nó có thể trợ giúp mình. Cũng phải có những vị chư thiên, họ có thể giúp đỡ ta. Thì cũng vậy, chúng ta biết niệm từ tâm đối với các loài Atula, thì họ cũng như là họ cũng có cái sự cảm mến, rất là cảm mến chúng ta. Cho nên quả thật thì ở trong cuộc đời này á, là làm cái gì làm, nhưng chúng ta phải nhớ rõ ràng và cẩn thận, không có đùa giỡn hay là không có có cái sự xem thường đối với quy lực của ma vương hay quy lực của các vị thiên thần. Chắc chắn rằng đối với con người chúng ta nó rất là nguy hiểm, và nó rất là dễ chết và dễ rơi vào bẫy của ma. Chính bạch ra hòa thượng, con có đôi điều xin được vậy như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung kính hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Sa thú cái chân thì tọa tự quyền với cô thảo luận vừa rồi. Thưa vị, trong hai chương nói về ác ma đó, thì chúng ta sẽ có rất nhiều dịp để suy nghĩ giữa ma và Phật, trong khi nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Chúng tôi rất là hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái quan tâm đặc biệt để suy nghĩ về điều này. Đây là một cái cơ duyên, bởi vì khi đi qua rồi chúng ta ít có cơ hội trở lại. Và rất là trên chư tôn đức đã vào rung để hướng dẫn thêm về những điểm này. Và bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn thắng pháp và vị giảng sư là Hòa Thượng Thời Sư. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Con như pháp thay mặt đại chúng trong đường, chúng con thành kính tri ân nhà giác đẳng đã từ bi biên soạn cũng như đúc kết đã học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Cha con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong đùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã ơn trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp